Xin được chào mừng các bạn đã đến với kẹo dâu.net. Để nghe phiên bản đầy đủ dài 7 tiếng của audiobook này, các bạn hãy truy cập vào đường link được đặt ở phần mô tả video hoặc dưới phần bình luận nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bài thực hành số 27. Nỗi đau và sự khiêu khích. Cơ hội để rèn luyện phẩm chất. Khi đối mặt với các thách thức, người sẽ thấy sức mạnh bên trong giúp người chống chọi. Khi đối mặt với một anh chàng phong độ hay một cô gái xinh đẹp, người sẽ khám phá sức mạnh của sự kiềm chế. Khi đối mặt với nỗi đau, người sẽ khám phá sức mạnh của sự chịu đựng. Nếu bị xúc phạm, người sẽ khám phá ra sự kiên nhẫn. Theo thời gian, người sẽ trưởng thành và tự tin rằng mình đã có đủ những đức tính tốt để đương đầu với bất cứ tình huống nào. Câu trích dẫn từ Epictetus. Điều gì cản đường sẽ thành con đường. Chúng ta có thể biến nghịch cảnh trở thành lợi thế bằng cách tận dụng nó. Là một chiến binh triết gia, chúng ta coi những tình huống này như một cách rèn luyện thành phiên bản tốt nhất có thể. Trong khi những người khác coi nghịch cảnh là xấu, như một thứ gì đó ngăn cản họ đạt được mục tiêu của mình, chúng ta nhận ra cơ hội để phát triển và lật ngược tình thế, bởi vì chúng ta nhìn thấy cơ hội trong tai họa. Epictetus giải thích, bệnh tật là một trở ngại đối với cơ thể, nhưng không ảnh hưởng đến ý chí, trừ khi ý chí cho là như vậy. Què quặt là một trở ngại cho cái chân, nhưng không phải cho ý chí. Epictetus có một cái chân què, và ông quyết định coi nó là một trở ngại cho cái chân chứ không phải tâm trí. Đau đớn và bệnh tật cũng vậy, nó là trở ngại đối với cơ thể, chứ không phải với tâm trí. Chúng ta không được phép để bản thân bị chìm đắm trong sự tự thương hại. Phản ứng buông thả như vậy sẽ chỉ làm tăng thêm đau khổ cho bản thân. Thay vào đó, chúng ta phải nhớ rằng nỗi đau có thể là một cơ hội để thử thách và phát triển phẩm chất của mình. Chúng ta có thể rèn luyện tính kiên nhẫn và sức bền, hai điểm mạnh đáng quý. Marcus cũng có cùng quan điểm. Liệu ai có thể ngăn cản ngươi trở thành người tốt và ngay thẳng? Chúng ta tự quyết định những hành động tính cách của chính mình. Vì vậy, hãy thể hiện những đức tính hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của mình, trong đó sự chính trực, đường hoàng, chăm chỉ, hy sinh, hài lòng, sự tiết kiệm, tốt bụng, độc lập và giản dị, khôn ngoan, rộng lượng. Chúng ta có thể thể hiện rất nhiều phẩm chất tuyệt vời mà không cần có bất cứ lý do nào. Điều duy nhất có thể kìm hãm chúng ta chính là chúng ta. Bởi vì tâm trí luôn nghĩ ra một cái cớ nào đó để ngăn cản. Marcus nói, giống như tự nhiên có thể đón nhận mọi trở ngại và tận dụng những trở ngại đó. Vì vậy, một sinh vật có lý trí có thể biến mọi trở ngại thành nguyên liệu thô và sử dụng nó để đạt được mục tiêu của mình. Chúng ta nên bắt đầu với những việc nhỏ, Epictetus nói. Nếu nhức đầu, chúng ta có thể tập cách không chửi bới. Nếu như nghe phải những lời sỉ nhục, chúng ta có thể rèn luyện tính kiên nhẫn. Và ông nhấn mạnh rằng, nếu chúng ta phàn nàn, cũng đừng có dùng toàn bộ tâm trí cho việc đó. Chúng ta hãy nhắc nhở bản thân rằng, mọi khó khăn, dù nhỏ, cũng là cơ hội để rèn luyện phẩm chất. Mỗi cơn đau đầu là một cơ hội để không chửi bới. Mỗi người quyến rũ là cơ hội để tự kiềm chế. Mỗi người khó chịu là một cơ hội cho sự kiên nhẫn, lòng tốt và sự tha thứ. Mọi tình huống thử thách đều là cơ hội cho sự kiên trì và chăm chỉ. Đến đây, xin được chúc mừng bạn vì đã hoàn thành bài thực hành số 27. Xin được gửi lời cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng cộng đồng kẹo dâu.net. Để nghe phiên bản đầy đủ của audiobook dài tổng cộng 7 tiếng này, các bạn hãy vào fanpage hoặc kênh YouTube Trở Lại Làm Người. Phiên bản đầy đủ và từng phần của cuốn audiobook này, định dạng PDF để in sách, định dạng EPUB và MOBI để đọc trên ebook reader, cũng như các nội dung khác về Stoic sẽ được upload lên website kẹo dâu.net trong tháng 8 năm nay. Bật mí với các bạn một chút nhé. Kẹo dâu.net đã có hơn 60 video khác về Stoicism đã được Việt sắp rồi đấy. Chúc các bạn
sớm lĩnh ngộ được những điều hay lẽ phải trong cuộc sống khi đồng hành cùng kẹo dâu chấm nét của chúng tôi nha. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn rất nhiều.